trưởng phòng và thủ quỹ trường Đại học Bách Khoa thụt kết hơn 86 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt 2 bị can gồm trưởng phòng kế hoạch tài chính và thủ quỹ của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng để điều tra về tội tham ô tài sản. Tối ngày 9 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy, sinh năm 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và Lâm Thị Hồng Tâm, sinh năm 1973, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê về hành vi tham ô tài sản theo điều 353 Bộ luật hình sự. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng trực tiếp phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng liên quan đến Hoàng Quang Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ của trường này. Theo thông tin ban đầu, từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách Khoa nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của nhà trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của nhà trường. Bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Lâm Thị Hồng Tâm với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy đã rút nhiều lần từ tài khoản của trường Đại học Bách Khoa với số tiền hơn 86 tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác. Qua đấu tranh, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tối cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huy tại đường Thanh Lương 12, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và nơi ở của Tâm tại đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thu giữ một số tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục điều tra và làm rõ.